Mẹo nhận biết gà bị nhiễm hóa chất dễ gây nên ung thư. Vàng ô là một hóa chất được dùng để nhuộm màu cho vải và làm vôi để vết tường trong xây dựng. Tuy nhiên, loại hóa chất độc hại này lại được một số tiểu thương sử dụng để nhuộm da vàng nhìn cho bắt mắt. Ăn thịt gà nhuộm chất vàng ô có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như bị dị ứng, ngộ độc, ảnh hưởng đến gan, hệ thần kinh và thận, lâu ngày có thể gây ung thư. Với trẻ nhỏ, hấp thu quá nhiều chất vàng ô có thể bị các chứng kích thích, hiếu động thái quá, lơ đãng, thiếu tập trung. Với gà sạch sẽ có màu vàng nhạt và trắng hồng. Khi miết ngón tay lên da vàng, da gà sẽ không bị dính màu lên tay. Ngoài ra, da gà sạch thường không đều màu, cánh ức và lưng thường có màu đậm hơn những chỗ khác. Trong khi đó, gà bị nhuộm chất vàng ô có lớp da bên ngoài vàng óng, đều màu, nhưng lớp mỡ và thịt bên trong sẽ có màu trắng. Khi chọn mua gà, bạn nên tránh chọn những con gà có màu vàng bất thường trên da, có những vết bầm tím. Thêm vào đó, gà sạch không bị nhuộm chất vàng ô sẽ không có mùi kháng sinh và mùi hôi. Khi mua gà về luộc, nếu nước chuyển sang màu vàng có mùi hôi thì không nên ăn con gà đó nữa. Ngoài ra, có một mẹo để thử xem gà có bị nhiễm hóa chất hay không bằng cách vắt ít nước cốt chanh và ít muối đưa vào. Nếu da gà bị nhiễm sẽ bị nổi màu.